Dạ, và thưa bác Hồ cái nào? Chào ngoan bác Hồ. Chị nào không? Đây rất ảnh bác Hồ đây. Đúng là thằng Mỹ thì tao gấp ba. Ừ, lá chuối. Nhưng bọn nào nó nghịch nó cứ gạch hết cả vào đây nhỉ. Đi vào đi. Cái này trông cũng hay đấy nhỉ.
Thế nhá, là ấn chữ đỏ này chắc là mình đang quay. Mình đang quay đó. Zoom cái nhà này. Sao nó gần thế? Tùng lia một vòng. Còn không có thường. Anh Tuấn bảo không không nên lia. Lia nó đứng khi lên buồn cười lắm. Sau khi nào không quay nữa thì mình bỏ cái đỏ đi à? Thì ấn cái đỏ xong rồi không quay à? Hay là cứ phải để tay suốt? Hả? Không, không phải ấn, ấn một lần thôi khi nào. Mở chết người được. Mở mờ tịt thế này. Thế nhìn được cái quả cầu kia này. Quả cầu không? Không rõ, không nhìn vào đây. Nào đứng im. Nhưng mà phải làm gì ý, đứng như kiểu chụp ảnh trông kỳ lắm. Cứ làm gì thì làm đi lại. Buộc hàng này. Thế giờ mà nó lại thu. Mình cứ nói này thu hết vào đây. Không bảo anh Tuấn phải bỏ cái đoạn nói linh tinh đấy đi. Quay được cả tàu nữa các bạn xem. Tàu đang đi đấy. Hay mình cứ để này cho cái này nó quay rồi. Sợ nó không đủ không? Hả? Mình chỉ đi lên đi đủ á. Cứ để cho nó quay đi, quay gần phố. Nhưng mà mình phải điều khiển quay toàn từ xa, từ gần, trung tâm và nhìn thấy rõ. Không, cái này chẳng đẹp. Thank you.
Cắt kem đi. Thôi không quay kem mà, quay hoa thôi, cứ để về phía Hương ấy, để về phía Hương nó vào. Rồi bấm rồi đấy. Bấm một lần thôi là nó tự thắp nó được ấy. Lia chậm thôi không gì. Lia chậm cực chậm thôi. Rồi. Nếu không thì khi mà cho vào ấy nó sẽ không đẹp. Như nào thì nó biết là mình đang quay đây. Nó có chữ record ấy, chữ đỏ đỏ ấy. Ừ. Này, cái Hương quay tiếp cho Hương. Để Hương cầm. Hình như nó qua cả đến giờ rồi sao hả? Từng một tí thì nó kia quay tập lắm.
Ich bin